Cây mâm xôi có tác dụng theo y học hiện đại. Giảm cân. Cứ 123 gram quả mâm xôi chứa 64 calo, 8 gram chất xơ và hơn 85% là nước. Do đó, đây được xem là một loại thực phẩm ít calo và mang lại cảm giác no lâu hơn. Ngoài ra, mâm xôi là một trong những loại trái cây có lượng đường rất thấp. Trong 100 gram quả mâm xôi có chứa 2.7 gram đường, ít hơn rất nhiều so với khoảng 17 gram đường trong một quả táo nhỏ. Trong một nghiên cứu trên chuột, Chúng được cho ăn dựa theo 3 chế độ. Chế độ ăn ít chất béo, chế độ ăn nhiều chất béo và chế độ ăn nhiều chất béo kèm bổ sung một trong 8 loại quả mọng, bao gồm quả mâm xôi. Kết quả cho thấy những con chuột trong nhóm ăn quả mâm xôi tăng cân ít hơn những con chuột chỉ ăn chế độ nhiều chất béo, chất chống oxy hóa. Quả mâm xôi chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa mạnh như vitamin C, quercetin và axit elagic hàm lượng chất chống oxy hóa có trong mâm xôi tương đương với dâu tây và bằng một phần tư so với quả việt quất. Một thử nghiệm trên động vật cho thấy quả mâm xôi và chiết xuất quả mâm xôi có tác dụng chống viêm và chống oxy hóa nhờ đó làm giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như bệnh tim, tiểu đường, béo phì và ung thư. Bên cạnh đó, một chất chống oxy hóa khác trong quả mâm xôi là axit elagic, được chứng minh là có tác dụng ngăn ngừa các tổn thương do oxy hóa gây ra và sửa chữa DNA bị hư hỏng kiểm soát bệnh tiểu đường. Cứ 123 gram quả mâm xôi cung cấp 14.7 g các và 8 giờ chất xơ, chỉ có 6.7 g các được hấp thu trong mỗi khẩu phần. Một nghiên cứu ngẫu nhiên ở 32 người lớn trong độ tuổi từ 20 đến 60 vào 3 bữa sáng như sau. Bữa thứ nhất không có quả mâm xôi, bữa thứ hai có một cốc mâm xôi và bữa thứ ba có hai cốc mâm xôi với hàm lượng calo, chất béo, carbohydrate mỗi bữa ăn đều tương tự nhau các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng, đối với những người có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường ăn nhiều quả mâm xôi hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu sau bữa ăn và cải thiện độ nhạy insulin của các mô. Ngoài ra, các nghiên cứu khác cho thấy quả mâm xôi có thể làm giảm lượng đường huyết và cải thiện tình trạng kháng insulin. Hơn nữa, hàm lượng tannin cao trong quả mâm xôi làm ức chế enzyme alpha amylase, một loại enzyme tiêu hóa cần thiết để phân hủy tinh bột, giúp làm giảm lượng các bức hấp thụ sau bữa ăn, hỗ trợ kiểm soát đường huyết ngăn ngừa ung thư, chiết xuất từ quả mọng, bao gồm cả quả mâm xôi đỏ, đã được chứng minh giúp ngăn chặn sự phát triển và tiêu diệt tế bào ung thư trong nghiên cứu ống nghiệm về ung thư ruột kết, ung thư tuyến tiền liệt, vú và miệng ngăn ngừa ung thư, chiết xuất từ quả, nghiên cứu trong ống nghiệm chỉ ra rằng chiết xuất quả mâm xôi đỏ có thể tiêu diệt tới 90% tế bào ung thư dạ dày, ruột kết và vú.